Với chức năng nhiệm vụ của mình thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Đài đã chủ động tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình và trang thông tin điện tử về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của cấp ủy và chính quyền đến với nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đồng thời, Đài luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Gần đây nhất, vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, từ thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất hạt nhựa xả nước thải trực tiếp chưa qua xử lý ra môi trường ở xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm. Truyền hình Hưng Yên cũng đã phản ánh trung thực việc công ty, xí nghiệp đã vi phạm về vấn đề môi trường, đã phối hợp với chính quyền địa phương chúng tôi để xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có hàng trăm tin bài trên sóng truyền hình phát thanh và trang thông tin điện tử về 5 vấn đề bức xúc nổi cộm, đó là những bất cập trong công tác phòng chống dịch COVID-19, lĩnh vực đất đai, môi trường, công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác đấu tranh hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Điển hình trong công tác tuyên truyền phải kể đến loạt phóng sự phản ánh về các dự án không thực hiện đúng tiến độ theo cam kết, tình trạng trồng cây trục lợi tiền giải phóng mặt bằng diễn ra ở một số địa phương, tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải, hoạt động của các bến bãi không phép, xe quá tải vẫn hoành hành trên các tuyến đường. Chính nhờ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống lãng phí tiêu cực nên lượng khán giả xem chương trình truyền hình của Đài ngày càng tăng, vai trò vị thế báo chí với tỉnh tiếp tục được khẳng định. Đối với những cái thông tin của Đài phản ánh thì địa phương là đánh giá là rất kịp thời trong cái công tác thực hiện kế hoạch 93 giải quyết những vi phạm. Bãi cát này là con ông cháu cha, mười mấy năm nay không ai đụng vào, nhưng mà phải nói là cũng tôi nghĩ là không làm được. Vì bao nhiêu người không dám nói. Mà đến giờ cái nhà báo hôm vừa rồi á là về đây thì chúng tôi phấn khởi lắm. Tôi thấy là phản ánh này là tôi thấy là rất là rành mạch mà rõ ràng mà rất là công minh. Do cái nhận thức của một số hội dân cũng chưa được hiểu biết rõ nên là có cái đem cái cây cối ra trồng ở cái đất lúa. Thì sau khi đài truyền hình phản ánh thì cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các hộ như di chuyển toàn bộ số cây đã trồng trái phép. Đặc biệt như ở Lệ Xá là đài đã phản ánh kịp thời cái vụ như vậy, là công ty ABC vào như vậy là xây dựng khi chưa như vậy là được cấp thẩm quyền cho phép thì đã kịp thời ngăn chặn xử lý. Ngoài sức chiến đấu tiêu cực, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm thông qua các bản tin thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn có các chuyên đề, chuyên mục phong phú như ống kính phóng viên, hộp thư truyền hình, phổ biến pháp luật, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy, chính xác về mọi mặt của đời sống xã hội. Gia đình tôi là bị các đối tượng là đến vứt các chất bẩn vào trước cửa nhà tôi đây. Mẹ con tôi là cũng ý kiến với báo đài của Hưng Yên để vào cuộc và đã bắt được 3 đối tượng của Xuân Quan. Thì từ bấy đến giờ là không mẹ con tôi yên ổn, được bình an làm ăn trở lại cuộc sống đời thường. Có thể khẳng định, thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đã thực sự là diễn đàn của nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực cho đông đảo quần chúng nhân dân, giữ gìn uy tín, nâng cao vai trò, vị thế của Đảng bộ, chính quyền Hưng Yên trên mặt trận phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.